Thưa quý vị và các bạn, từ lâu ai trong chúng ta cũng khao khát tìm được tình yêu đích thực dành cho riêng mình. Thế nhưng, có những người khi có tình yêu lại không biết trân trọng, sẵn sàng vứt bỏ người yêu chỉ vì những mối tình chớp nhoáng trước mắt. Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Christine Rossum và Greg DeVilliers diễn ra vào năm 2000 tại Mỹ đã khiến nước này rùng mình với sự độc ác của người vợ và màn kịch tinh vi mà cô ta tạo ra để lừa dối cảnh sát. Chi tiết ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, vào lúc 9 giờ 22 phút tối ngày 6 tháng 11 năm 2000, Trung tâm Cứu trợ 911 California tiếp tục một ngày làm việc tất bật của mình bằng một cuộc gọi báo án đến từ thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Qua trao đổi, điều phối viên của Trung tâm đã nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn của một người phụ nữ tên là Christine Rossum, 25 tuổi, với nội dung là cô phát hiện chồng mình là Grace DeVilliers, 26 tuổi, vừa tự tử trong phòng ngủ của họ. Hiện tại, chồng cô đã hoàn toàn bất tỉnh và không còn dấu hiệu của sự sống. Sau khi nghe lời tự thuật của Christine, điều phối viên đã khuyên rằng cô nên nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho chồng trong lúc tổng đài cứu trợ liên lạc xe cứu thương và cảnh sát. Họ sẽ cố gắng có mặt tại hiện trường nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, khi xe cứu thương có mặt tại hiện trường, người chồng xấu số Grace DeVilliers đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch và ra đi ở tuổi 26. Đi cùng tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát là tiếng khóc tức tưởi của người vợ. Thế nhưng, điều khiến cảnh sát ngỡ ngàng nhất không phải là nguyên nhân Grace DeVilliers tự tử, mà là hiện trường vụ án nơi anh qua đời. Tất cả chi tiết, dù là nhỏ nhất ở hiện trường, đều được dàn dựng rất công phu, mô phỏng hoàn hảo khung cảnh một vụ án trong một bộ phim rất nổi tiếng tại Mỹ lúc bấy giờ, American Beauty, sắc đẹp Mỹ Quốc. Không giống như hàng loạt những vụ án mà cảnh sát từng giải quyết, hiện trường vụ án lần này không hề mang màu sắc đen tối. Ngược lại, và điều tra viên đã cho rằng khung cảnh ấy khá lãng mạn trong một cái chết đầy thương tâm. Greg DeVilliers, người chồng xấu số đã ra đi chỉ khi còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của mình. Tại hiện trường, Greg đang nằm chết trên sàn phòng ngủ với một tư thế ngay ngắn. Phủ kín trên ngực anh là những cánh hoa hồng đỏ thắm. Bên cạnh khuôn mặt vô hồn của anh là bức ảnh cưới của hai vợ chồng, được chụp chưa đầy 2 năm trước đó. Thế nhưng, tấm kính của khung ảnh bức ảnh cưới đã vỡ tan, vương vãi thành những mảnh thủy tinh khắp phòng. Gần thi thể Grace, cảnh sát còn phát hiện thêm một bức thư tình nhào nát rơi xuống sàn. Vợ anh, Christine Rossum, đã nhận được nó từ một người đàn ông khác, cũng chính là sếp của cô ấy, vị bác sĩ người Úc bảnh bao mà cô đang làm việc cho. Bên cạnh bức thư là nhật ký của Christine, trong đó cô tâm sự rằng cô đang trải qua một mối quan hệ lãng mạn nhưng đầy tội lỗi với người sếp đã có vợ. Ngoài ra, cô không dám nói riêng với ai rằng cô lo sợ cuộc hôn nhân hiện tại của mình là một sai lầm. Không chỉ dừng lại ở những manh mối trên, cảnh sát còn tìm thấy một đoạn băng ghi hình gần đó. Có thể Grace đã xem đoạn băng ấy trước khi kết liễu cuộc đời. Trong đoạn băng, những hình ảnh đám cưới của Christine và Grace vào năm 1999 hiện lên trên màn hình. Trong đó, lời đoạn băng cũng là lời đính ước ngọt ngào mà Grace dành cho vợ. Christine là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Tôi muốn dành cả phần đời còn lại của mình để sống bên cạnh cô ấy. Sau khi xem xét những vật chứng thu thập được tại hiện trường, cảnh sát không phát hiện thêm được manh mối nào chỉ điểm đây là một vụ giết người. Bên cạnh đó, vì hiện trường có vẻ khá ngăn nắp và không có hung khí, các nhà điều tra cho rằng Grace đã uống thuốc độc để tự tử. Tuy nhiên, hiện tại loại thuốc đó là gì thì họ vẫn chưa biết và cần chờ thêm khám nghiệm của pháp y. Nhìn chung, bước đầu cảnh sát tin rằng họ đã tìm thấy lý do tại sao Grace tự tử. Tất cả dường như đã quá rõ ràng rằng là sau khi phát hiện vợ ngoại tình với sếp, Grace đã không còn đủ dũng khí để đối mặt với tương lai không có Christine. Do đó, anh đã tự kết liễu đời mình. Thế nhưng, mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy hay đằng sau nó là một vở kịch tinh vi của ai đó dựng lên? Để giải đáp những thắc mắc trên, các nhà điều tra đã tìm đến người cận kề với nạn nhân nhất trước khi anh chết, cũng chính là cô vợ phản bội Christine Rossum. Trong buổi gặp gỡ với Christine Rossum, cảnh sát yêu cầu cô hãy chia sẻ những gì đã xảy ra trước khi chồng cô quyết định tự sát. Theo Christine thuật lại, vào buổi sáng thứ hai định mệnh ấy, trong khi cô đang chuẩn bị đi làm, cô phát hiện ra chồng mình hôm nay có điều bất thường. Grace cứ nằm mãi trên giường và không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Anh ấy không thức dậy như bình thường, anh ấy thực sự uể oải và giọng nói khàn đặc, lầm bầm trong cổ. Lúc đó tôi nghĩ là có thể do anh ấy đã làm việc quá nhiều vào đêm hôm trước. Christine đau lòng chia sẻ. Cảm thấy tình trạng sức khỏe của chồng có vẻ không ổn, Christine đã gọi điện xin phép cơ quan làm việc của mình
là văn phòng giám định y khoa quận San Diego cho cô được nghỉ một ngày. Bên cạnh đó, cô cũng liên lạc đến công ty công nghệ sinh học nơi Grace làm việc để nói với họ rằng anh sẽ không có mặt trong ngày hôm đó. Đến buổi trưa, sau khi hai vợ chồng dùng bữa xong, Christine có kiểm tra sức khỏe của chồng, hỏi xem anh đã đỡ hơn chưa, thì anh nói với cô rằng mình vừa uống oxycodone và clonazepam, một loại là thuốc giảm đau và một loại là thuốc giãn cơ. Theo lời khai của Christine, trong suốt ngày hôm đó, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng cô vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đêm tối, Grace có vẻ hơi loạng choạng, nhưng cô chỉ nghĩ đó là tác dụng của thuốc cảm nên không để ý. Mãi đến khi Christine đi tắm và bước ra khỏi bồn tắm, cô mới phát hiện Grace đang nằm trên giường và không còn thở. Cảnh tượng chồng bỗng lăn đùng ra chết khiến cô vô cùng bối rối. Khung cảnh thảm án lúc ấy cũng giống như những gì cảnh sát đã chứng kiến. Ban đầu, Grace được tìm thấy nằm trên giường ngủ với những cánh hoa hồng trên ngực áo. Bức ảnh cưới của anh ở gần gối và những trang trong cuốn nhật ký của Christine được tìm thấy trên sàn nhà. Christine nói với họ rằng cô ấy đã chuyển chồng xuống sàn để hô hấp nhân tạo như chỉ dẫn của nhân viên 911, nhưng anh đã không hề qua khỏi. Vì vậy, cô tin rằng nguyên nhân khiến chồng mình bị tử vong là do anh đã vô tình sử dụng quá liều thuốc cảm oxycodone. Mặc dù tỏ ra rất đau xót trước sự ra đi của chồng, Christine đã không đề cập đến một chi tiết quan trọng mà cảnh sát tin rằng đó mới là nguyên nhân khiến Grace quyết định tự vẫn, đó chính là mối tình vụ trộm của cô với người sếp trong cuốn nhật ký. Trong những ngày suy xét về lập luận, người chồng quyết định uống thuốc độc tự sát vì biết vợ mình ngoại tình còn khá lỏng lẻo, cảnh sát đã sớm tình nghi cô vợ Christine Rossum có liên quan đến vụ án. Sau khi được tra hỏi về việc ngoại tình, Christine thú nhận với cảnh sát việc đó là đúng. Cô nói rằng gần đây vợ chồng cô có nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm sống. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân ngột ngạt này đã khiến cô nảy sinh tình cảm với sếp, còn Grace thì mắc chứng bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, chuyện ngoại tình của cô vẫn chưa bị ai phát giác. Cô luôn chôn giấu bí mật đó trong lòng bởi vì sếp cô đã có vợ. Cô chỉ nói với chồng là cô muốn ly hôn. Có thể sau khi biết được lý do vợ thầm yêu người đàn ông khác, chồng cô đã quá đau lòng mà chấp nhận cái chết. Ngoài ra, Christine nói rằng những cánh hoa hồng được phát hiện tại hiện trường là từ bó bông chồng mua tặng cô vào ngày sinh nhật 25 tháng 10 của cô và mong cô xem đó như cái kết cuộc tình của họ. Tuy nhiên, dù Christine tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của chồng, cảnh sát vẫn tin rằng người phụ nữ này đang che giấu một điều gì đó. Sau khi tìm hiểu lý lịch của Christine, họ đã phát hiện ra những manh mối đáng ngờ. Hiện tại, Christine đang là một chuyên gia nghiên cứu về loại thuốc độc tại văn phòng giám định y khoa San Diego. Trùng hợp thay, người chồng Grace cũng bị đầu độc mà qua đời. Chưa dừng lại ở đó, nơi gửi khám nghiệm pháp y cho trường hợp của Grace lại chính là văn phòng giám định y khoa San Diego, nơi cô đang làm việc. Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, thứ đã giết chết Grace không phải là thuốc cảm hay thuốc giãn cơ, mà đó là một loại ma túy cực mạnh. Tên gọi của loại ma túy đó là fentanyl, một loại ma túy tổng hợp mạnh gấp 80 lần thuốc giảm đau. Phó biện lý quận San Diego là ông David Hendron đã nói, đó là một chất độc hoàn hảo trong một vụ án hoàn hảo. Bởi vì các nhà chức trách cho rằng Christine Johnson biết rằng văn phòng của chính cô ấy chưa bao giờ xét nghiệm loại thuốc độc này, nên cô ấy tin rằng những người khám nghiệm sẽ không bao giờ phát hiện ra nó. Sau khi dồn hết sự nghi ngờ lên cô vợ Christine Rossum, cảnh sát bắt đầu đi tìm những bằng chứng để ủng hộ cho luận điểm của mình. Đầu tiên, họ thực hiện một cuộc phỏng vấn với các thành viên gia đình người chồng Grace, bởi gia đình nhà Grace cho rằng con trai mình đã bị sát hại chứ không phải tự tử. Dù không nói thẳng ra, nhưng cảnh sát có thể nhận ra ẩn ý của gia đình Grace ám chỉ kẻ ra tay với con mình chính là cô vợ có quá khứ dơ bẩn Christine Rossum. Theo lời khai của gia đình nhà Grace, trước khi trở thành một chuyên gia nghiên cứu độc dược tại văn phòng giám định y khoa San Diego, Christine Rossum đã có một quá khứ vô cùng đen tối tại miền quê nghèo Tijuana, Mexico. Cụ thể, khi còn trẻ, Christine vốn là một cô gái ngỗ nghịch, luôn sống bằng men rượu và ma túy đá. Trong một lần bỏ nhà, vượt biên từ thị trấn Tijuana, Mexico sang California mua ma túy, Christine đã tình cờ gặp Grace. Trái ngược với hoàn cảnh của Christine, Grace là con trai của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng có văn phòng ở California và Monaco. Anh đẹp trai, sáng sủa, được ví như một thiên thần trong mắt nhiều cô gái. Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp nhau, Grace đã dường như trúng tiếng sét ái tình với Christine ngay lập tức. Thậm chí, anh còn nhiệt tình mời Christine về sống chung với mình tại căn hộ cùng các anh trai.
Hành động trên của Grace đã khiến những người Anh không hài lòng, bởi vì trong mắt họ, Christine là một con nghiện ma túy nguy hiểm. Chưa kể, từ ngày Christine dọn vào, nhiều đồ đạc trong nhà bỗng dưng không cánh mà bay. Mặc cho các anh luôn tìm cách khuyên ngăn chia tay, Grace vẫn cương quyết nói rằng anh yêu Christine và thề sẽ giúp cô xóa bỏ cơn nghiện của mình. Đến tháng 5 năm 1995, Grace đã giữ được lời thề của mình. Anh ấy đã làm mọi cách để giúp Christine Dawson cai nghiện thành công, giúp cô học lên đại học Summa, chuyên ngành hóa sinh và có sự nghiệp bền vững như ngày hôm nay. Tiếp nối sự nghi ngờ từ phía gia đình Grace, vào ngày 8 tháng 11, một trong những đồng nghiệp của Christine tên là Ruth Lowe đã gọi cho cảnh sát và thông báo sự nghi ngờ của anh ta. Cụ thể, anh ấy thông báo với cảnh sát rằng, từ ngày Grace chết, Christine không những không tỏ ra đau xót, mà càng lúc càng ngoại tình táo bạo với sếp của họ là ông Michelle Robertson. Cô dùng sức ảnh hưởng của mình với sếp để có được những đặc quyền nổi trội hơn người khác. Thậm chí, cô còn thuyết phục những đồng nghiệp đang khám nghiệm thi thể chồng cô hãy kết luận rằng anh ấy ra đi vì uống thuốc cảm quá liều. Dựa vào sự nghi ngờ từ gia đình và của đồng nghiệp Christine, cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra nơi cô đang làm việc và phát hiện ra bằng chứng đanh thép. Tại văn phòng giám định y khoa San Diego, cảnh sát phát hiện một lượng lớn thuốc độc fentanyl đã biến mất. Trùng hợp thay, đây cũng chính là loại ma túy tổng hợp đã giết chết Grace nhiều ngày trước đó. Đối diện với câu hỏi ai là người giữ chìa khóa tủ thuốc fentanyl, thì người đang quản lý số thuốc ấy lại chính là người sếp Michelle Robertson mà cô vợ Christine đang ngoại tình. Tuy nhiên, Michelle nói rằng mình không biết loại thuốc độc ấy đã biến mất khi nào và riêng về phần Christine, cô nói rằng mình đã không hề lấy nó. Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn chỉ ra một bằng chứng khiến Christine phải nín lặng. Đó là một tờ hóa đơn từ một cửa hàng bán hoa mà Christine đã mua vào ngày Grace chết. Cụ thể, số cánh hoa hồng rải trên ngực áo Grace tại hiện trường hôm đó là những cánh hoa được Christine mua cùng ngày, chứ không phải từ bó bông Grace tặng cho cô ngày sinh nhật như cô đã khai trước đó. Ngoài ra, bác sĩ Brian Blackbush, giám định viên y tế quận San Diego, người đã thực hiện khám nghiệm tử thi của Grace, đã làm chứng rằng Grace đã chết ít nhất 1 giờ trước khi các nhân viên y tế đến. Theo ông, vì bàng quang của Grace có một lượng nước tiểu đáng kể, nên nếu anh ta còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, theo tính toán của ông, Grace đã không thở bình thường và bất tỉnh trong khoảng 6 đến 12 giờ trước khi chết. Chứng tỏ, lời khai của Christine hoàn toàn bất hợp lý khi cô nói rằng tối hôm đó, chồng mình vẫn còn có thể đi lại loạng choạng và nói chuyện với cô. Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận của Grace tiết lộ với cảnh sát, 4 ngày trước khi Grace chết, Grace đã yêu cầu Christine nghỉ việc tại chỗ làm. Nếu không, anh sẽ tìm đến nơi cô làm việc, vạch trần chuyện ngoại tình của cô với sếp, cũng như tiết lộ với người tình của cô về chuyện cô đã và đang sử dụng ma túy. Đi từ những phát hiện trên, Tòa án quận San Diego đã kết luận rằng vì lo sợ chuyện ngoại tình và sử dụng ma túy của mình bị bại lộ, Christine đã ra tay đầu độc chồng. Cụ thể, bên cạnh việc đưa cho Grace thuốc cảm và thuốc giảm đau, cô đã trộn thêm thuốc độc fentanyl vào đó và lừa chồng uống. Mãi đến khi xác nhận chồng thực sự đã chết, cô mới sắp xếp hiện trường giống như bộ phim American Beauty và gọi điện thông báo đến trung tâm cứu trợ 911. Đứng trước lời cáo buộc trên của tòa án, cô vợ Christine Rossum vẫn một mực kêu oan và không nhận tội. Tuy nhiên, trong phiên tòa tháng 10 năm 2002 tại San Diego, bang California, Mỹ, Christine đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 với mức án tù chung thân không ân xá. Sau đó, gia đình Christine Rossum vẫn cố gắng kháng cáo cho cô, nhưng tất cả chỉ là niềm hy vọng mong manh của họ. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.